Xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Kính chúc quý anh chị có một ngày bình an, vui vẻ và làm việc năng suất hiệu quả nha. Hôm nay xe về cửa hàng quá trời luôn rồi anh chị. Hôm nay em sẽ báo giá tất cả xe cửa hàng cũng như là cập nhật những xe mới về cho anh chị tham khảo nha. Những xe mới về như là City đây chị, City em có một cặp luôn. i10 em cũng có một cặp luôn. Mazda 2 này cũng mới về nè, 2016 mà mới chạy có 50 mấy ngàn cây à, chỉ có 300 mấy thôi. Đây là Ford Ranger, Ranger XLS một cầu số tự động. Xe này cũng mới về nè chị. Bên kia em có Fortuner 7 chỗ, em còn xe Toyota Rush nữa. i10 này đẹp nè anh chị, mẫu mới. City một cặp. Accent này cũng mới về nè. Accent em đang có 3 xe luôn. 2 xe bản đặc biệt, 1 xe số sàn. Accent này cũng mới về nè. Em về một lần 4 xe Accent luôn. Biển trắng, biển vàng có đủ anh chị, số sàn, số tự động có hết. Từ 200 mấy cũng có xe rồi, 200 mấy, 300 mấy, 400 mấy. Khá là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Accord này bên em cũng mới về nè. Một chiếc xe phân khúc D cùng phân khúc với Camry Mazda 6. Camry Mazda 6 bên em cũng có đủ luôn. Đây là Focus. Focus Gen 2019 chỉ có 400 mấy thôi anh chị. Ở bên kia mấy anh em đang dọn rửa xe, nó hơi ồn, chị thông cảm xíu nha. Đang đánh bóng cũng như là chuẩn bị bàn giao xe cho khách hàng. Đây Mazda 6 này bản 2.5, bản cao cấp đời 2020, mẫu mới nè anh chị. Đây là Camry 2.5W, Kia Sedato bản Premium 2021. Còn đây là Accent bản đặc biệt 2021. Bên này là City, City Top. Còn đây là Elantra bản Sport 2019. Đây là Accent số sàn, chỉ có 300 mấy thôi. Em sẽ đi từng xe cho anh chị tham khảo nha. City này trước đi. City em đang có 2 xe, đều là 2018, bản top hết. Nhưng mà một xe đi ít, một xe đi nhiều. Một xe này á, là chạy 34.000 cây số, còn xe trong kia á, là chạy 100.000 cây số. Hai xe đều có giá khác nhau nha chị. Xe đi nhiều thì có giá, xe đi nhiều. Xe này nó sẽ cao giá hơn xe kia 20. Xe này là 408 triệu, còn xe kia là 388 triệu thôi. Đây, xe này chạy chuẩn 34.000 cây số nha chị. Xe kia là 103.000. Tất cả đều bảo dưỡng hãng đầy đủ hết, full lịch sử. Đây, đây phiếu nhắc bảo dưỡng nè chị, ở 38.000 cây số nè. Đó, của Honda. Nhưng xe City, xe Honda nói chung á, thì mình chạy 200-300.000 cây thì nó rất là bình thường chị. Bền cực kỳ luôn. Bản top thì nó sẽ là 6 túi khí an toàn ha, điều hòa cảm ứng. Đây, đèn là đèn LED. 6 túi khí an toàn, hệ thống 8 loa. 408 triệu thôi chị, 2018 mà mới chạy ba mấy nghìn cây, chạy rất là ít luôn á. Màu đen. Đây, mấy hôm nay đã số về xe về một cặp 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 không à. Đây anh chị nhìn nước sơn này còn đẹp lắm. Xe này bên em chưa đánh bóng luôn á. Đánh bóng rồi phát là mới tin nè. Đây tiếp theo là i10 nha, cho anh chị xem i10 nè. i10 này là bản 1.2 số tự động, bản sedan chị, mẫu mới. Xe này chạy 17.000 cây số. Đây được chào bán với giá là 399 triệu. Em mới về thêm một xe màu xanh nữa. Xe màu xanh mà mấy anh em vừa lấy đi mua xe mất tiêu rồi. Đây, mẫu mới này thiết kế nhìn trẻ quá, cái mặt ga lăng nó y như là Santa Fe anh chị. Xe này có màn hình Android nè, camera 360 độ nè, lót sàn. Xe này chủ nhật vừa rồi em nó mới lấy đi Đà Lạt chơi. Nó kêu đi siêu tiết kiệm luôn. Đây anh chị, vô lăng nè, mới tin nè. 17.000 cây số thôi. Đây màn hình Cova. Đây ghế nè anh chị, có bọc trần hết rồi. 399 triệu nha anh chị, mẫu mới 2022. Đây. Mẫu này sedan nhìn nó dài ha. Sedan đuôi dài gần như là bằng một chiếc một số xe phân khúc B khác luôn á. Nè, Range i10. Tiếp theo là ở đây là Mazda 2 luôn đi. Mazda 2 này màu xanh Kawasaki nha anh chị, 2016. Xe này mới chạy có 57.000 cây số thôi. Màu xanh Kawasaki có lên body. Ở đây nó hơi chật xíu anh chị thông cảm nha. Để cố gắng quay cho anh chị xem một cách rõ ràng nhất. Đây, nội thất nè anh chị. Nó hơi nắng, bên này nắng quá. Bên này Sài Gòn nắng kinh khủng luôn. Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đi ra đường quá nắng bể đầu luôn. Không đi xe hơi là chịu không nổi luôn. Đây, 57.000 cây số anh chị. Xe này cũng là một chủ mới luôn á. Xe này là chủ xe bán đi định cư nên để lại cho em chiếc xe này. Mới có 57.000 cây số chứ mấy, 2016. Năm chạy có mấy ngàn cây vậy anh chị. Xe này là 346 triệu thôi. Có i-stop, lại số vô lăng, cruise control rồi đầy đủ hết. Đây chị nhìn nè, trá đèn này. Màu xanh Kawasaki nha anh chị, có body nè. Có lắp thêm body trước, body sau, lường rồi đầy đủ hết. Đó. Mấy xe này em có post hình chi tiết vào Zalo rồi. Zalo với lại fanpage xe cũ Sài Gòn anh chị. Anh chị vào đó xem giúp em nha. Đó, anh chị đã quan tâm cái hình thực tế, cái hình chi tiết thì anh chị vào đó xem giúp em ha. Tất cả xe, hình ảnh em đều có post lên fanpage hết.
đó, fanpage với lại Zalo cá nhân của em á. Tiếp theo là Ranger, Ranger XLS số tự động một cầu đời 2021. Xe này mang nước sơn màu trắng nha anh chị. Em coi. Lăn bánh được 57.000 cây số. Có lên màn hình, có lên camera hành trình nữa anh chị. À, thùng nè, có lên nắp thùng điện nè. Đó. Nước sơn màu trắng. Xe này là 566 triệu nha chị, có cam gia đồ đầy đủ hết rồi. À. Xe này mới về cũng chưa chụp hình nữa, xíu thì sẽ có hình cho chị nha. Đó, mấy anh em đang chạy ra chụp hình đó. Ranger XLS số tự động một cầu đời 2021, 566 triệu nha anh chị. Tiếp theo là Fortuner. Fortuner máy xăng một cầu 215. Xe này mang nước sơn màu bạc ha. Xe này chủ nhật vừa rồi mới lấy đi đám cưới nè, chạy về dưới nhà đi đám cưới. Đi 7 chỗ đi đám cưới rất là thích. Chở cả nhà đi rất sướng anh chị. Nhưng mà có điều nó hơi hao xăng tí thôi. Nhưng mà được cả thì máy rất là bốc. Máy dòng này bảo dưỡng đều á, cái máy nó cứng khừ anh chị. Cái máy nó còn em ru mà cái gầm bệ nó chắc lắm. Nè, chạy hơi hao xăng tí xíu thôi, chạy trong phố là 16 lít nha. Cả kết hợp là 12 về đường trường nè chị, 10 lít. Đó, nhưng mà được cái thì rất là êm. Trần bọng sạch sẽ. Đi dòng này thì bảo dưỡng đề biết bao giờ mới hư. 498 triệu thôi chị. Có những xe 7 chỗ gầm cao, máy xăng thì hơi hao xăng tí thôi. Cho anh chị đi gia đình ha, sẽ không hợp lý cho anh chị đi dịch vụ đâu. Bởi vậy như những con xe mà Fortuner máy xăng á, những xe máy xe cũ á, thì thường nó đi ít hơn máy dầu rất nhiều anh chị. Thường là những xe xe cũ thì người ta chọn máy xăng nhiều hơn. Đây là Accent nè. Accent 2022 màu đen. Xe này là 488 triệu nha chị. Để ở đây nó hơi bụi tí xíu. Đánh bóng sạch sẽ rồi mà. Mấy em này gió để phát là nó bụi. Đời 24.600 cây số chị, vô lăng nè. Còn mới tin nè. Đó, mấy xe này là còn bảo hành hãng rất dài nha chị. Accent từ tháng 3 2021 thì sẽ được bảo hành tới 5 năm. Anh chị đi thoải mái luôn nha. Xe này 2022 thì còn bảo hành cho mình tới 2027 lần. Khỏi lo về chất lượng. 488 triệu nha chị. Accent số tự động bản đặc biệt. Mấy xe này bên em dọn rửa sạch sẽ hết rồi. Anh chị nhìn nước sơn đẹp ghê không? Rất là bóng bẩy. Tiếp theo là Accord đi. Accord bản Accord này chỉ có một bản thôi. Máy 1.5 turbo 2021. Xe này mang nước sơn màu đen biển số tỉnh nha anh chị. Đây, Accord một chiếc xe phân khúc D. Nhìn rất là sang trọng lịch lãm. À, chị nhìn nó dài kinh khủng không? Nhìn cái tướng xe á, nhìn cái dáng xe nó còn thậm chí nó còn dài hơn là Camry một tí xíu nữa. Nhưng mà về thông số thì nó cũng ngang ngang nhau anh chị. Tại vì về thiết kế mình nhìn vào thì mình thấy nó rộng vậy thôi. Nhìn Accord thì thiết kế rất là chắc chắn. Phanh tay điện tử auto hold sport. Ô, đèn viền nội thất nó đầy đủ hết. Để máy cho anh chị xem sơ cái nha. Đây. Đó, nhìn rất là sang. Đây đèn nội thất nè anh chị. Đèn viền nội thất chạy kìa. Đó, có cửa sổ trời nè, bọc trần. Xe này lăn bánh được 44.000 cây số. Cảm biến, cân bằng điện tử. Điều hòa hai vùng. Xe này là 886 triệu anh chị. Accord. Lúc mua mới lăn bánh cả tỷ rưỡi. Bây giờ anh chị mua xe này tiết kiệm hơn 600 triệu rồi. Rất là hợp lý ha. Dòng này siêu rộng rồi, khỏi bàn về chất lượng, tiết kiệm lắm. Chạy trong phố là chưa tới 9 lít, chạy đường trường này chỉ có 5 lít thôi. Máy 1.5 turbo ha. Cứng cáp, đầm chắc và rất là tiết kiệm. Màu đen nhìn rất là lịch lãm ha. Đây, anh chị nhìn nước sơn nè. Đó. Nước sơn có thể soi gương được luôn á. Ngồi xe này thì cảm giác độ thành đạt rất là cao ha. Nhìn vào là thấy thành đạt liền. Đó. Tiếp theo là Focus đi. Focus thì bên em cũng mới về nè anh chị. Focus Trend 2019 lăn bánh 61.000 cây số. Anh chị nhìn trái đèn nè. Còn sáng tưng. Xe này mang nước sơn màu trắng, biển số Sài Gòn. Mấy này mới chạy ra chụp hình. Nội thất nè anh chị. Có lót sàn, ghế da rồi đầy đủ hết à. Nè, ghế nè anh chị nhìn nè, rất mới đúng không? Đó, vô lăng nè, 61.800 cây số, vô lăng nè anh chị,
Xe này bản trend là bản thiếu anh chị, bản thiếu nó không có cửa sổ trời nha. Focus được cái là rất là chắc, anh chị nhìn cái cửa nè, một trong những cái cửa mà dày nhất, vàng đồng rất là chắc luôn nha, cách âm tốt mà máy bóc không có độ trễ chân ga, đạp rất là thích luôn. Đây anh chị nhìn nước sơn nè, xe này chỉ có 446 triệu thôi anh chị, có cảm biến, có cam da rồi đầy đủ hết, cam da của Vietmap luôn. Máy là máy EcoBoost, máy 1.5 EcoBoost rất là mạnh mẽ, 446 triệu thôi. Tiếp theo là Mazda 6 đi. Mazda 6 này về mấy bữa nè. Mazda 6 này 2020, mẫu mới, máy 2.5 nha anh chị. Lúc mua mới rất là mắc. Bây giờ thì chỉ còn có 700 mấy thôi. 728 triệu cho anh chị có chiếc xe rất là xịn sò. Dàn da là da nắp 3 hết nè anh chị. Da trước, da sau, phía trên đây là da nắp 3 hết nè. Da nắp 3 thường là trang bị trên những chiếc xe sang á. Rất đẹp, mới chạy có 23.000 cây số thôi. Đây. Phím nhấp bảo dưỡng 26.000 nè chị. Đó, có trệt làn đường, có iStop, rèm điện rồi đầy đủ hết, cân bằng điện tử. Đó, Mazda 6 thì giá tốt hơn Accord rất nhiều ha. Accord 2021 hơn một đời xe, nhưng mà giá trên nhau cả 150 triệu là anh chị. Đó, cho anh chị nào tài chính hạn chế tí xíu thì mua Mazda 6 nè. Mazda 6 chỉ có 728 triệu thôi, rẻ hơn xe kia khoảng 150 triệu. Tiếp theo là Toyota Camry, máy 2.5 bản Q, bản cao cấp nhất đời 2019. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên chị, lăn bánh được 66.000 cây số. Xe này bên em giảm giá cho anh chị khá là nhiều nè, từ 888 triệu bây giờ còn 866 triệu nha. Xe này là bản cao nhất theo option full rồi anh chị. Có ghế dành cho chủ tịch nữa, nhìn rất là sang trọng. Xe Manixa màu đỏ, nhìn rất là sặc sỡ. Đây, vào nội thất cho anh chị xem. Xe này là quá nhiều video cho anh chị rồi. Đây ni lông còn nguyên nè anh chị, chưa lột nè. Đây, ghế da nè. Đó, Camry thì nhìn rất là sang trọng ha. Mẫu mới thì option nhiều đó anh chị. Ba chế độ lái này, phanh tay điện tử, auto hold, ốp gỗ, màn hình ở trên này y như là dòng nước chảy vậy đó. Xe này là bảo dưỡng full lịch sử anh chị, mọi thứ nằm trong hãng hết. Đó, dàn kính đây. Camry thì nhìn rất là thành đạt ha. Xe này là 866 triệu nha anh chị. Camry 2.5Q bản cao cấp nhất. Tiếp theo là Accent, Accent bản đặc biệt 2022. Xe này biển vàng, có đăng ký kinh doanh nha anh chị, nhưng mà chạy cũng khá là ít. Xe này 2021 nhé, 2021 màu trắng. Đây, 2021 mà mới chạy 39.000 cây số thôi. Đây, 39.000 cây số chuẩn chỉ nha anh chị. Có đăng ký kinh doanh nhưng mà chẳng chạy bao nhiêu hết. Đây, có lịch sử đầy đủ hết nha. Đây, bản đặc biệt 2021 456 triệu. Mẫu mới, xe này là vẫn bảo hành cho anh chị là tới 5 năm nha. 456 triệu. Tiếp theo là Cerato. Cerato này vừa rồi em có một cặp, đều là xe 2021 hết, một xe Cerato, một xe K3. Mà xe K3 thì hôm qua em vừa nhận cọc xong rồi. Đang làm ngân hàng về Tân Bình, Bình Tân cho anh Chiến. Xe này là máy 2.0 bản rì nè chị, Cerato. Màu xám nha. Xe này lăn bánh được 40.000 cây số. Đây, nội thất hai tông màu nè anh chị. Nội thất ở trong thì nó y xì như xe K3 kia thôi, nhưng mà nó khác là xe này nó không có quạt ghế nè. Xe này không có đề nổ từ xa, không có lẫy số vô lăng. Đó, xe này thì 6 túi phía an toàn nè, có phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng ở 40.000 cây số nè anh chị. Đó, có cửa sổ trời nè, nội thất hai tông màu. Đó, ba chế độ lái. Xe này là 548 triệu nha chị. Cerato bản cao cấp nhất đời 2021. Đây, Manix màu xám rất là đẹp ha. Xe này là cuối 2021 anh chị. Tiếp theo là City Top. City Top này em đang có một cặp nè, hai xe đều màu đen, đều là biển Sài Gòn hết. Nhưng mà xe này là xe đi nhiều hơn, 100.000 cây số. Xe kia là xe chạy 34.000 cây. Hai xe thì nó sẽ chênh lệch với nhau là 20 triệu nha anh chị. Xe này thì đi nhiều hơn thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Đơn giản vậy thôi. Đó, nội thất thì nó cũng xem nhau à. Nói chung là quan trọng là cái người sử dụng thôi chị. Xe này là của chị Quỳnh ở quận 9 á, đổi với em xe Reta 2023 của em á. Chị mua của em là ba xe đó. Xe này là chị mua mới nào giờ. Hồi trước chị mua chiếc đầu tiên của em là Karen nè, chiếc thứ hai là Kona và chiếc thứ ba là Creta. Tiếp theo là Hyundai Elantra bản Turbo, mẫu mới 2019. Xe này máy Nissan màu đỏ, mới chạy có 35.000 cây số thôi chị. Vào nội thất cho anh chị xem nè, còn mới tinh nè. Elantra Sport này bản cao nhất, máy 1.6 Turbo là mạnh nhất phân khúc anh chị. Ghế nó tép lớn nè, ngồi ôm cái lưng rất là sướng.
Vô lăng đề cách 36 ngàn cây số. Lấy nét cho anh chị xem nha. Đây, màn hình Gotech, cửa sổ trời trần màu đen. Xe này là 526 triệu nha anh chị. Vừa rồi em cũng về một xe màu trắng mẫu cũ, mà xe đó vừa về cũng bán rồi. Tiếp theo là Accent. Accent số sàn 2021, mẫu mới, xe này chạy 66 ngàn cây số. Xe này em có video chi tiết rồi nè. Đây, mở cho anh chị xem. Xe này là 379 triệu nha anh chị. 379 triệu, có lên màn hình Android rồi anh chị. Cân bằng điện tử, phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng luôn. Accord nè. Rồi tiếp theo là Focus nè. Bên kia còn một số xe nữa, em sẽ ra cho anh chị xem nha. Ở đây là AJ đi. AJ này mấy anh em mới dọn rửa xong nè, mới vừa chạy ra đây. Đây là AJ số sàn 2021. Xe này 2020 chứ, 2020. Xe này 298 triệu thôi anh chị. Phù hợp cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh ha. Đây, biển số 2929, biển số cặp luôn. Mang nước sơn màu xám. AJ này bên em đang có 4 xe nè anh chị. 3 xe số tự động, 1 xe số sàn này. 1 xe số tự động biển 81 là xe đó em vừa đi Phú Yên mua về. Xe đó của khách hàng ở Phú Yên bán cho em vừa đi về nè. Ra đó vừa đi nắng kinh khủng luôn. Còn đây là Toyota Rush, xe này mới về nè anh chị. Mấy anh em đang dọn rửa ngoại thất, nội thất, bảo dưỡng xe trước khi giao. Trước khi giao bên em có bảo dưỡng cho chị luôn nha. Thay nhớt, lọc nhớt, chăm sóc khoang máy, gầm bệ, nội thất sạch đẹp. Nói chung anh chị nhận cái xe về chỉ việc đi thôi. Rush này 2021, lăn bánh được 35.000 cây số, mang nước sơn màu nâu nha chị. Xe này là 558 triệu. 558 triệu. Xe này là dẫn động cầu sau á, y như là Innova vậy đó. 7 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, 558 triệu. Rồi, cảm ơn anh chị xem video nha. Anh chị xem thích xe nào alo trường qua số điện thoại là 0972 608010 hoặc là 0707 272707. Tất cả xe bên em bán đều có cam kết rõ ràng cho chị về chất lượng pháp lý, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Và tất cả xe đều đủ điều kiện sang tên cho chị nha. Bán xe thì có cam kết rõ ràng bằng văn bản công ty, có mộc đỏ và bao quay đầu thoải mái cho anh chị luôn. Sau này anh chị muốn đổi xe lên đời thì bên em sẽ hỗ trợ thu lại giá tốt nhất cho anh chị luôn nha. Và em cũng đang cần mua thêm nhiều xe lắm về để phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu anh chị đang có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen này bán xe thì giới thiệu với em nha. Xe không đâm đụng, không thủy kích, giá cả hợp lý thì em sẽ thu hết, không ngại đường xa nha anh chị. Chỉ cần anh chị alo cho em, ưu tiên cho em thì em sẽ đến tận nhà thu cho anh chị luôn nha. Rồi, cảm ơn chị xem video nha.